Mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi. Tin cực căng, nguyên chủ tịch Hội Nhà báo New cần làm rõ 4 vấn đề trong việc Đàm Vĩnh Hưng thủy tề yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường để tránh cái việc đục nước béo cò. Vâng thưa quý vị, như trong các bản tin chúng tôi đã đăng tải liên quan đến diễn biến trong vụ án của bà Phương Hằng, thì với tư cách người bị hại, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Thủy Tề đòi bà Phương Hằng bồi thường tổng số tiền là 73,9 tỷ đồng. Trong đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường 43 tỷ, ca sĩ Thủy Tề đòi bồi thường là 30,9 tỷ đồng. Mới đây, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, ông Lê Văn Tòa đã có những chia sẻ về vấn đề này với khán giả, cộng đồng mạng khi mà có những khán giả cho rằng việc đòi bồi thường của hai ca sĩ này như vậy có phải quá tham lam hay không? Theo Chủ tịch Hội Nhà báo thì không thể nói với nhau bằng lời được, không thể kê khai giống như cái việc đi cứu trợ được. Mọi thứ cần phải được minh bạch rõ ràng và điều cực kỳ quan trọng là nó có phải đảm bảo tính pháp lý và phải thực sự chứ không phải là bịa đặt. Việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tề có phải là tham hay trục lợi thì cái điều này còn phải phụ thuộc vào chứng cứ mà họ gửi đến cơ quan chức năng. Nó có đảm bảo tính pháp lý hay không? Nó có đảm bảo thực sự họ có nguồn thu thực sự như vậy hay không? Nếu như không bị bà Phương Hằng tác động vào việc Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tề yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Bộ Luật Hình sự 2015. Theo ông Lê Văn Tòa, chỉ quan tâm có thực hay không, có thử cái chuyện bị thiệt hại vì đó là đạo đức, đó là cái sự trung thực. Tổng số tiền đòi bồi thường là 73,9 tỷ chứ không phải là 73 triệu đồng. Cho đến phía đại diện, bà Hằng cần sự minh bạch rõ ràng và nếu đúng thì vui vẻ bồi thường, còn nếu không đúng thì để ngăn chặn cái tình trạng đục nước béo cò, tránh đi sự vơ vét của đầy túi tham, tránh những thiệt hại không đáng có cho bà Phương Hằng. Ông cho rằng đây là cuộc chiến rất sòng phẳng, không thể mập mờ. Ông nêu ra 4 vấn đề không thể mập mờ. Vấn đề thứ nhất đó là cần phải làm rõ thời điểm hợp đồng, thời hiệu hợp đồng, thời điểm kết thúc hợp đồng để đối chiếu với thời điểm thời gian mà Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tề cho rằng bà Hằng xúc phạm danh dự uy tín của mình. Cái này rất quan trọng để xác định có hay không cái sự tác động của yếu tố Nguyễn Phương Hằng trong cái sự thiệt hại này. Vấn đề thứ hai đó là giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tề đối với các đối tác của mình thì có cái văn bản hủy hợp đồng hay không? Có hợp đồng thì phải có văn bản hủy hợp đồng rồi xác định cho được cái nguyên nhân nào dẫn đến hủy hợp đồng và nguyên nhân đó có phải là do yếu tố Nguyễn Phương Hằng hay không? Rồi yếu tố đó có phù hợp với các điều khoản được cam kết trong hợp đồng hay không? Nếu không phù hợp với cái điều khoản trong hợp đồng, thì cái phía chấm dứt hợp đồng phải chịu trách nhiệm bồi thường chứ không phải là bà Phương Hằng. Rồi còn phải xác định ngoài cái yếu tố Nguyễn Phương Hằng có còn yếu tố nào khác nữa hay không? Nếu như có yếu tố khác dẫn đến hủy hợp đồng thì phải xác định yếu tố nào là yếu tố chính, từ đó mới xác định được cái mức độ bồi thường. Vấn đề thứ ba đó là ngày 23 tháng 1, 2022 thì cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã có thông báo về cái quyết định không khởi tố vụ án hình sự và kết luận ca sĩ Thủy Tề Đàm Vĩnh Hưng không chiếm đoạt tiền từ thiện. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã phê chuẩn cái quyết định là không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Như vậy thì cũng có nghĩa là kể từ ngày 23 tháng 1, 2022 thì những luồng lùm xùm bất lợi cho Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Thủy Tề đã được giải tỏa và cái ngày 23 tháng 1, 2022 có thể coi là cái thời điểm mà danh dự của Thủy Tề, Đàm Vĩnh Hưng đã được phục hồi danh dự, đã được trả lại bằng danh dự. Những diễn biến sau đó không thể coi là cái nguyên nhân dẫn đến hủy hợp đồng. Vấn đề thứ tư cần phải làm rõ cái tính khả thi của hợp đồng Đàm Vĩnh Hưng của Thủy Tề đối với các đối tác của mình. Theo nhà báo, vì sao phải làm rõ? Vì đó là cái khoảng thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành dữ dội nhất. Mọi hoạt động ở vùng tâm dịch như thành phố Hồ Chí Minh hay là Bình Dương và các tỉnh thành lân cận thì trong cái khoảng thời gian này đều bị đình trệ, bị hạn chế rất là nhiều để chống lại đại dịch COVID-19. Đây là khoảng thời gian mà cả nước cùng nhau phòng chống đại dịch COVID-19. Cái này quan trọng phải làm rõ chứ không khéo vì đại dịch mà lại đổ hết cho bà Phương Hằng thì lại không được. Hoặc cái nguyên nhân là có cả hai, có nghĩa là vì đại dịch COVID-19 và có sự tác động của yếu tố Nguyễn Phương Hằng. Nhưng nếu mà chỉ để cho một mình bà Hằng gánh chịu và bồi thường là không có công bằng, đó là 4 vấn đề mà theo Chủ tịch Hội Nhà báo cần phải làm rõ trước khi xác định có hay không cái chuyện bồi thường. Nếu như có thì bồi thường ở mức độ nào để tránh thiệt thòi cho cả đôi bên, đặc biệt là tránh cái sự trục lợi, cơ hội lợi dụng cá nhân.
Trấn Thành, tôi hiểu lý do khán giả khó chịu khi mình khóc. Trong buổi trò chuyện với Thu Minh, Trấn Thành chia sẻ về vấn đề thường xuyên khóc trên các game show truyền hình, thì nam MC cho biết người ta thường nói Trấn Thành hay khóc vậy, ông này khóc để gây chú ý này nọ. Những lần Trấn Thành khóc đều bị mang ra bêu ríu, nếu tôi diễn thấy không hề có hiệu quả tôi có thể dừng khóc lại. Tuy nhiên, tôi không dừng được dù bản thân tôi luôn kiểm soát và muốn mình không khóc. Nam MC thừa nhận ở góc độ bản thân mỗi lần xem lại các clip, anh hiểu lý do khán giả phản ứng. Khi Trấn Thành khóc, anh cũng tự trách bản thân vì khóc không đúng trong nhiều bối cảnh. Nhiều lần Thành tự tát vào mặt mình vì tự nhiên lại khóc. Mọi người xin hãy hiểu là cơ thể và não của tôi không muốn như vậy đâu, Trấn Thành nói. Trước chia sẻ của Trấn Thành, Thu Minh đưa ra lời khuyên. Khi Thành tiếp nhận thông tin và cảm thấy rung động, nếu như Thành không kìm hãm được cơ chế của cơ thể, điều em có thể làm lúc đó là đừng nói gì hết. Tin cực căng là một thông tin gây chấn động trước việc yêu cầu của Siêu Phương Hằng đền bù danh dự đám bá dơ, thì bất ngờ dội gáo nước lạnh lên mặt ca sĩ Mr. Đờm. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì dư luận xoay quanh tâm điểm vụ việc một số nghệ sĩ mặt dày yêu cầu bà Phương Hằng đền bù danh dự với số tiền lớn. Mới đây nhất thì báo Pháp Luật Online đã đăng tải bài viết từ vụ Phương Hằng tản mạn về danh dự đáng giá bao nhiêu của luật sư Hoàng Kim Minh Châu. Theo kết luận điều tra, bà Phương Hằng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận các yêu cầu của những bị hại mà bà Phương Hằng đã sử dụng 12 kênh mạng xã hội xúc phạm danh dự uy tín. Trong đó thì ca sĩ Mr. Đờm yêu cầu bà Hằng cùng đồng phạm bồi thường tới 43 tỷ đồng cho những tổn thất mà ông ta phải gánh chịu. Vợ chồng ca sĩ Thủy Tề đòi bồi thường tổn thất tinh thần 14,9 tỷ đồng, nhưng sau đó Thủy Tiên đã phủ nhận việc này. Những cá nhân khác như là ca sĩ Vio, tên hề Hoài Linh không đề cập đến yêu cầu bồi thường mà chỉ yêu cầu bà Phương Hằng công khai xin lỗi do phát ngôn xúc phạm trên báo. Yêu cầu thì dễ, ở bao nhiêu cũng được, nhưng đáp ứng được chừng nào thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Yếu tố cuối cùng là dở sách luật ra mà coi, mà áp dụng và tóm lại danh dự đáng giá bao nhiêu. Từ xa xưa, danh dự là giá trị mang theo mỗi con người, nó như bản sắc, như máu thịt. Có nhiều khái niệm khác nhau về danh dự, nhưng ở mức độ thông thường, thông qua sự vận hành và thừa nhận của xã hội, chúng ta có thể thấy danh dự là sự coi trọng đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên các giá trị tinh thần đạo đức của người đó. Tất nhiên, giá trị đó được phô diễn và đem ra cống hiến cho xã hội chứ không phải giấu kín đi, cất giấu đi không ai biết, mà không có cơ hội để thừa nhận. Và rõ ràng giá trị ở đây hướng tới những điều tốt đẹp và tránh xa điều xấu. Khi đã có được giá trị về tinh thần và đạo đức được xã hội công nhận, thì người sở hữu giá trị đó luôn luôn gìn giữ và bảo vệ giá trị cá nhân, được phổ quát và ảnh hưởng đến giá trị chung của xã hội. Vì thế đã được pháp luật công nhận và bảo vệ. Điều này được thể hiện nhiều trong nhiều quy định pháp luật khác nhau, từ đạo luật cao nhất là hiến pháp cho đến các quy định pháp luật chuyên ngành. Nhắc đến danh dự là nói đến nhân phẩm. Nếu danh dự là sự coi trọng đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người, thì nhân phẩm là giá trị làm người. Danh dự là kết quả của quá trình xây dựng và bảo vệ nhân phẩm. Như vậy, càng về lâu dài, nhân phẩm càng ngày càng dày thêm thì danh dự cũng lớn lên. Theo đó là cả một quá trình danh dự làm cho con người ta có tiếng tăm hơn, dòng họ được gia đình mọi người quý mến và nhiều hơn so với những cá nhân khác. So sánh với nhu cầu của thác mắc lâu thì danh dự có mặt ở bậc 3 đến bậc 5 là bậc cao nhất. Ai cũng muốn có những mối quan hệ tốt đẹp, sợ mất đi những mối quan hệ tốt đẹp đó. Ai cũng muốn mình được tôn trọng, không muốn bị bài trừ. Ai cũng muốn được thể hiện bản thân với những giá trị tốt đẹp và muốn được xã hội công nhận giá trị đó. Nhưng thực tế, một người có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng xuất chúng, có chức vụ càng cao thì uy tín danh dự trong xã hội càng lớn. Điều này cũng là định tính và do người đời tự ám thị chứ không có cơ sở khoa học hay pháp lý nào minh chứng cho sự đồng đếm này để xác định giá trị danh dự về mặt xã hội. Thì phải nói lại và rộng hơn một chút, giá trị của danh dự là chủ quan và có thể thay đổi rất nhiều, tùy thuộc vào văn hóa truyền thống và niềm tin cá nhân để xác định giá trị danh dự về mặt xã hội. Học thì phải nói lại, vận động hơn một chút, giá trị của danh dự là chủ quan và có thể thay đổi rất nhiều, tùy thuộc vào văn hóa truyền thống và niềm tin cá nhân. Đối với một số cá nhân, danh dự có thể đáng hy sinh lợi ích cá nhân hoặc thậm chí cả mạng sống của họ để duy trì danh tiếng và nâng cao giá trị của họ.
Ở một số nền văn hóa nhất định, danh dự cũng có thể gắn liền với địa vị gia đình hoặc là